Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích đánh giá định lượng lại tất cả những cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê sẽ chia sẻ với cả nhà một vài cái góc độ về xu hướng thị trường trong tuần mới và có thể sau đó thì chúng ta sẽ phân tích một vài các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong team của chúng ta. Thế thì tuần vừa rồi là một cái tuần mà thị trường chứng khoán ở Việt Nam đã chứng kiến một mức sụt giảm rất là mạnh và mỗi phiên thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đã có những phiên giảm rất là sâu, có những phiên giảm trên 51 điểm, 50 điểm thì đấy là những cái phiên giảm cực kỳ mạnh mà lịch sử cho thấy trong cả một cái quãng thời gian trước đây thì cũng không có những cái mức suy giảm như vậy. Và một câu hỏi được đặt ra rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta sẽ tạo đáy ở đâu và khi nào thì sẽ tạo đáy. Và rất nhiều những cái nhà đầu tư có gọi điện, có chat qua Zalo với Hùng Lê có hỏi là Hùng Lê ơi thì bây giờ thị trường đã tạo đáy chưa và khi nào tạo đáy. Thì một cái chia sẻ cũng rất chân thành với tất cả cộng đồng nhà đầu tư và tất cả những anh chị em của chúng ta đang theo dõi kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Hiện tại là có 5.350 anh chị em đang tham gia. Thì trong cái phân tích và định lượng thì chưa ai có thể xác định được đâu là đáy của thị trường và đâu là đỉnh của thị trường. Và chỉ có điều khi nào mà thị trường của chúng ta tạo đáy thì chúng ta biết đó là đáy và khi nào thị trường tạo đỉnh thì chúng ta biết đấy là đỉnh. Tuy nhiên bằng những cái phương pháp định lượng, bằng những cái phương pháp phân tích và cân đo đong đếm của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ đưa ra cho các anh chị một góc nhìn ở một cái vùng mà để chúng ta dự báo cái xu thế của thị trường đến thời điểm nào thì chúng ta dự báo là tại cái thời điểm đó thì thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi. Thì một cái thông tin rất là quan trọng trong ngày hôm qua. Sau khi mà thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, tức là kết thúc phiên giao dịch đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 3. Thì Hùng Lê trong buổi tối đây anh chị, đây là buổi tối 20 giờ 11 phút tối ngày hôm qua thì Hùng Lê có một cái bản tin phân tích định lượng rất là quan trọng để định hướng về thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong đó thì Hùng Lê có nhấn mạnh đó là các cái yếu tố bất thường của thị trường thì chúng ta cũng biết rồi, những hôm là thị trường sẽ đi 40 điểm. Cái thứ hai đó là dịch COVID-19 thì chưa có hồi kết và tổ chức WHO đã coi rằng đây là một cái đại dịch rất là nghiêm trọng. Và trong nước thì Việt Nam đã ghi nhận tại thời điểm mùng lễ phân tích là ghi nhận thêm 5 ca mới, nâng tổng số ca lên 44 ca và Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá về cái tình hình phức tạp của dịch bệnh. Và đặc biệt là tại thời điểm Hùng Lê phân tích và định lượng chứng khoán Việt Nam thì Dow Jones đang mất 1.900 điểm và đang mất mốc hỗ trợ 22k nghìn điểm. Và chính vì vậy nên Hùng Lê có những cái phân tích định lượng rằng là trong ngày mai thì thị trường chứng khoán của Việt Nam tiếp tục có một phiên giảm điểm đầu phiên. Và thực tế thì sáng ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta sau khi mở cửa phiên ATO thì đâu đó cũng đã mất hơn 40 điểm. Và một cái thông tin rất quan trọng trong buổi tối ngày hôm qua đó là Hùng Lê đã view lại toàn bộ thị trường, toàn bộ tất cả các cái mã cổ phiếu cơ cốt lõi, ví dụ như là Vinamilk thì Hùng đang có những cái định lượng là khả năng trong cái nhịp này thì Vinamilk sẽ ngừng rơi ở khoảng vùng giá 95, Mansan ở vùng 50, VIX ở vùng 90, vân vân và vân vân. Và trong đó thì một số các cái mã cổ phiếu khác thì Hùng Lê đã có giải thích đây cho các anh chị. Và một cái dự báo, một cái tiên lượng sớm của Hùng Lê đó là nếu như chúng ta loại bỏ hết tất cả những cái yếu tố ở bên ngoài mà chỉ xét thuần về kỹ thuật, tức là khi đó thì Hùng Lê có cân đo đong đếm toàn bộ thị trường thì Hùng Lê có một cái nhận định sớm đó là VN Index của chúng ta sẽ hạ độ cao về biên 715 đến 720 điểm và tại đây là một cái biên kỹ thuật cho cái nhịp, đây là cái biên tích lũy kỹ thuật cho cái nhịp đánh này. Và theo như tính toán của Hùng Lê thì có thể tại đây thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp hồi kỹ thuật và nó song trùng với cái việc là các cái nhịp chỉnh của các nhóm ngành và các mã cổ phiếu.
mà chúng ta đã có những cái phân tích định lượng ở đây đó. Và trong bản tin ngày tối hôm qua thì ông Lê dự kiến là thị trường của chúng ta sẽ tạo đáy ngắn hạn ở vùng 715 đến 720 điểm. Còn đối với phái sinh thì trong cái giai đoạn vừa qua thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích cập nhật ở trên team cho các anh chị, đó là gì ạ? Đó là cái trend chủ đạo của chúng ta là trend sọc, và chúng ta thường là chúng ta sẽ canh cái phiên ATC để chúng ta sọc xuống, và chúng ta sẽ để lệnh sọc qua đêm, sẽ để lệnh sọc qua đêm và đến phiên ATO hôm sau chốt lời thì sẽ thường ăn được khoảng vài chục điểm ở trong một hợp đồng. Đấy thì đấy là một cái kịch bản mà ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị trong cái thời gian trong cái tuần vừa qua. Và tối ngày hôm qua thì ông Lê vẫn tiếp tục khẳng định là cái khả năng cái kịch bản này vẫn còn tiếp diễn trong phiên ngày mai. Và rõ ràng một điều là những anh chị mà để lệnh sọc qua đêm thì đến phiên ngày hôm nay cũng đã được đâu đó khoảng hơn 30 điểm trong phiên ATO, và sau đó thì thị trường có những cái nhịp hồi phục. Thì cái điều quan trọng nhất đó là khi nào thị trường tạo đáy và khi nào thị trường tạo đỉnh thì chúng ta sẽ không biết, nhưng Hùng Lê bằng những cái phương pháp phân tích kỹ thuật, bằng những cái nhận định và định lượng của thị trường thì tối ngày hôm qua Hùng Lê đã đưa ra cho tất cả những anh chị trong team của Hùng Lê ở một cái biên là dự báo về cái kịch bản của thị trường như vậy. Và trong tuần vừa qua thì gần như là chúng ta cũng không có quá nhiều các cái cơ hội để chúng ta đầu tư, và chủ đạo là Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về các cái mức chỉnh giảm, ví dụ như là GAT Hùng đã có những cái dự báo về có thể chạm về vùng 50 thì có thể bắt đầu tính toán đấy, những cái vùng dự báo của GAT chỉnh về vùng 50. Hùng sẽ xem lại xem là hôm nay thì GAT đang ở bao nhiêu. Đó thì GAT ngày hôm nay 57 và trong phiên thấp nhất của GAT đó là khoảng 55.3, và Hùng Lê đánh giá rằng là sẽ có những nhịp hồi phục kỹ thuật và sẽ tiếp tục tiệm cận đến. Tức là trong tuần vừa rồi thì gần như chủ đạo là Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về những cái mức giá, những cái rủi ro mà thị trường của chúng ta gặp phải. Đó, những cái rủi ro mà thị trường của chúng ta gặp phải. Bit này có khả năng rơi về vùng 35 thì hôm nay bit đã chạm bao nhiêu? Đấy, những cái dự báo về bit có thể chạm về vùng 35 đây thì hôm nay là thậm chí còn gãy ở vùng 35, và khi bit đã có những cái nhịp rơi kỹ thuật ở đây thì hôm nay đã có những cái phân tích định lượng. Và trong tuần vừa qua thì gần như là chúng ta chỉ có gọi là gọi như hạ thì trọng về margin, và cái bản tin quan trọng nhất đó là bản tin tối ngày hôm qua thì hôm nay đã có những cái phân tích định lượng về thị trường. Và đấy cũng là một cái câu hỏi, một cái câu quan tâm của nhà đầu tư hiện tại là thị trường của chúng ta sẽ tạo đáy và tạo đáy ở đâu. Thì Hùng Lê có nói rằng là chúng ta sẽ không biết tạo đáy ở đâu, và chúng ta chỉ dự báo được cái vùng mà VN-Index của chúng ta có khả năng tạo nền và tích lũy hồi phục kỹ thuật, thì đấy là cái vùng 715 điểm đến 720 điểm. Hùng đã có những cái phân tích định lượng trong tối ngày hôm qua. Ok, và nhân tiện cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái thị trường chung nhiều hơn là đi vào phân tích định lượng cổ phiếu. Ở nhân tiện cái câu chuyện là thị trường của chúng ta đã mất cái mốc 860, tức là bản thân trong cái phiên ngày thứ hai là phiên mở cửa thì giao dịch đầu tuần thì VN đã mất cái mốc 860, và khi mất mốc 860 này thì Hùng Lê đã có những cái tiên lượng sớm ở trên team Zalo VPS N01 để cho các anh chị hình dung được là cái kịch bản khi VN Index đã gãy mất mốc 860 thì có thể đi đến những cái mốc nào. Thì chúng ta sẽ nhìn lại lịch sử của năm 2008 để chúng ta nói rằng là cái câu chuyện về đáy và đỉnh của thị trường. Các anh chị đừng cố gắng dự báo rằng đâu là đáy và đâu là đỉnh của thị trường. Thì Hùng sẽ cho các anh chị một cái góc nhìn, một cái view rất là trọn vẹn để chúng ta có được những cái hình dung tốt nhất. Thì đây các anh chị, tại thời điểm cái lịch sử của năm 2020 nó khá giống với lịch sử của năm 2008. Đó là VN Index tạo đỉnh ở khoảng vùng 1.100 điểm, và sau đó đến đầu 2008 thì VN Index đã đánh mất, rơi mất mốc 860 điểm. Và khi rơi mất mốc 860 điểm thì các anh chị có thể thấy rằng là VN Index đã cắm đầu về đến 360 điểm. Đây, về đến 360 điểm thì VN Index mới tạo đáy lần 1. Tạo đáy lần 1 các anh chị nhé. Vậy thì có ai dám chắc được rằng là vùng 500 đã phải đáy chưa? Hay vùng 400 đã phải đáy chưa? Hay vùng 300 đã phải đáy chưa? Hay là vùng 600 đã phải đáy chưa? Thì các anh chị đừng cố gắng đâu dự đoán đâu là đáy của thị trường. Mà chúng ta sẽ dự báo ở một cái vùng mà thị trường ngừng rơi, và tại cái vùng đó có thể xuất hiện
một cái nhịp hồi kỹ thuật. Và nhịp hồi kỹ thuật đấy thì có thể là T cộng 3 thì chúng ta đã phải ra hàng rồi. Đây, đây là những cái nhịp hồi kỹ thuật các anh chị. Và đến 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 tiếp tục đến năm 2009 thì VN Index của chúng ta mới chính thức tạo đáy ở 235 điểm. Vậy thì đây mới chính thức là đáy của thị trường, đáy của thị trường. Và như vậy thì chúng ta đừng cố gắng là dự đoán đâu là đáy, đâu là đỉnh của thị trường, mà chúng ta sẽ dự báo đến cái điểm đó, chúng ta cân đo đong đếm nội tại của thị trường và chúng ta có được những cái định lượng rằng đến đó là có thể thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi. Ok, đấy thì bây giờ VN Index của chúng ta đang ở cái mốc ở đằng trên này thì chúng ta đừng cố gắng dự đoán bất kể một cái gì cả. Và với những cái góc độ, với những cái quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ dự báo cái vùng ngừng rơi, và cái vùng này sẽ xuất hiện tín hiệu kỹ thuật. Và hôm nay thì các anh chị cũng có thấy rằng là những cái phân tích định lượng của Hùng Lê ở đây nó đang khả năng là nó sẽ đúng, nhưng mà Hùng Lê sẽ phải cần chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng và khuyến nghị cho tất cả những anh chị em là những cái tài khoản đang thuộc team của Hùng Lê. Và ngoài cái tài khoản này, ngoài cái team này thì có cái team T0. T0 thì Hùng Lê cũng có những tổng kho T0 28 thì hiện tại là đang có khoảng 291 anh chị em ở trên này, thì Hùng Lê cũng có những cái bản tin phân tích định lượng ở trên này cho các anh chị. 715 Hùng Lê cũng có, tại vì trong cái thời điểm này là thời điểm khó khăn thì Hùng Lê những cái bản tin ở trong team VPS01 thì Hùng Lê có up lên đây để cho cộng đồng nhà đầu tư có thể tham khảo. Và đấy là những cái phân tích mà Hùng Lê đã gửi cho các anh chị trong phiên tối ngày hôm qua. Không biết là các anh chị có tận dụng được hay không, hay là có những cái phân tích đánh giá định lượng hay không, thì cái đó thì Hùng Lê cũng không biết được. Nhưng mà đấy là những cái giá trị kiến thức Hùng Lê chia sẻ ra bên ngoài để cho cộng đồng nhà đầu tư cũng có thể tham khảo một phần trong cái thời điểm khó khăn của thị trường. Chúng ta sẽ nhìn qua Dow Jones Future hiện tại đang xanh nhẹ và đang lấy lại mốc 21.000 điểm. Và ngày hôm qua thì Dow Jones cũng đã có một cái mức rơi rất là mạnh, mất mốc 22.000 điểm, và khả năng cao thì cái mốc 18.000 điểm sẽ là cái mốc mà sắp tới mà có thể Dow Jones sẽ xuống. Chỉ số Hang Seng thì hôm nay có hồi, Nikkei có hồi, Shanghai cũng có hồi. Ok, cơ bản thì thị trường chung, thị trường chứng khoán thế giới và thị trường châu Á thì nó cũng đang có những cái tác động hết sức là tiêu cực, nó vì bệnh dịch và vì những cái biến cố, vì những cái biến động và vì những cái hoạt động bán tháo ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản. Thì bản phận thân là đối với VIX, khi mà VIX rơi mất cái vùng hỗ trợ 104 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo sớm về khả năng là VIX sẽ có những cái nhịp mà VIX sẽ rơi lại sâu ở khoảng vùng 80, và trước khi rơi vùng 80 thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ 90 ở đây. Và trên thực tế thì trong phiên ngày hôm nay VIX đã chạm vùng 85, như vậy là một cái mức giảm hình như là gần sàn hay là sàn gì đó. Và dự kiến thì VIX sẽ có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây. Nhịp hồi phục này thì nó sẽ đâu đó nó sẽ về lại ở khoảng vùng giá 95 trên 195 một tí, và sau đó thì nó sẽ test lại ở vùng 90. Nếu tại vùng 90 này VIX gãy thì rất có khả năng VIX sẽ tiếp tục hạ về vùng 80. Và khi VIX rơi về vùng 80 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VIX đã ở bên kia một con dốc, và cái xu thế mà VIX sẽ rơi mạnh nó sẽ tiếp diễn ở đằng sau này. Nên là chúng ta cũng phải, những anh chị nào mà đang cầm VIX thì chúng ta cũng phải lưu ý. Và bản thân thì Hùng Lê cũng đã không có khuyến nghị các anh chị của chúng ta đầu tư mã cổ phiếu VIX trong cái thời gian vừa qua. Vinhome, Vinhome trong cái nhịp đánh kỹ thuật này thì Hùng Lê cũng đang tìm ra ở một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Vinhome ở tại vùng giá 70, và dự kiến là khi mà Vinhome bị gãy vùng 80 ở đây thì Hùng Lê trong bản tin tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích và định lượng cho các anh chị là khả năng Vinhome sẽ chỉnh về vùng 70. Từ vùng 70 này thì Vinhome có thể hồi lại ở vùng 75, và sau đó thì Vinhome lại tiếp tục có những nhịp test lại vùng 70. Gãy vùng 70 thì Vinhome sẽ có xu hướng chạy về vùng 65. Như vậy là những cái dự báo phân tích về những cái tọa độ của chúng ta nó khá là sát. Và Vinhome trên thực tế là phiên ngày hôm nay thì Vinhome đã gãy vùng 70, và điểm sâu nhất của Vinhome đã chạm vùng 67, tức là cách cái mốc dự báo của chúng ta khoảng 2.000. Khoảng 2.000 các anh chị nhé, khoảng 2.000 đó. Và cuối phiên thì Vinhome đã có một cái sự phục hồi. Tuy nhiên cái sự phục hồi này thì chúng ta cần phải có thêm tín hiệu
Và Hùng Lê cũng đánh giá rằng những cái nhịp phục hồi từ vùng 70 này có thể chạm lại vùng 75. Ở vùng 75 này thì cái tín hiệu cung cầu của cổ phiếu Vinhome này nó sẽ quyết định các cái xu thế tiếp theo, và Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật ở trên tin Zalo. VRE, bản thân VRE thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nếu như các anh chị mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê thì khi mà VRE có những nhịp đánh về vùng 32, các anh chị cứ xem lại tại vùng 32 này Hùng Lê đã có những cái phân tích khuyến cáo dành cho nhà đầu tư, đó là đây là một cái vùng khó của VRE, và trong một cái nhịp hồi phục ngắn thì Hùng Lê đánh giá rằng cái lực hồi phục này nó không thuyết phục. Các anh chị cứ xem lại những bản tin của Hùng Lê. Chúng ta có một, chúng ta nói một, chúng ta có hai, chúng ta nói hai, chúng ta không có gì phải che giấu, chúng ta sai thì chúng ta nói sai, đúng thì chúng ta nói đúng. Đấy là quan điểm của Hùng Lê nó xuyên suốt trong cái quá trình Hùng Lê phân tích và định lượng ở trên kênh YouTube. Đó thì bản thân ở vùng 32 này là vùng gặp khó, bởi vì khi các anh chị nhìn thấy những cái điểm đánh này của VRE chỉ là những cái điểm đánh rất là đơn lẻ. Chính vì vậy nên Hùng Lê đã có những cái tiên lượng về việc là nhịp đi của này của VRE ngắn và VRE gặp khó ở vùng 32. Và ngay lập tức thì khi chạm vùng 32 thì cổ phiếu này đã có những cái sự suy giảm, và khi giảm về vùng 28 thì ở đây Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng dành cho các anh chị rồi. Nếu tại vùng 28 này Vincom bị cổ phiếu Vincom gì theo bị gãy thì VRE sẽ có xu hướng đáp lại về đâu đó khoảng vùng 23. 23. 23 ở đây. Đó. Và trên thực tế thì ngày hôm nay là VRE đã giảm về đúng khoảng vùng 22. 22, và trong đây là phiên giao dịch ngày hôm nay, và ông sẽ thử xem lại xem là những cái dự báo của chúng ta về VRE nó sẽ như thế nào. Đây các anh chị, đây là những cái dự báo của chúng ta về về các cái mức chỉnh giảm của các mã cổ phiếu. Đây, VRE là giá hiện tại là 24.2 và dự kiến là giảm về vùng 22. Dự kiến giảm về vùng 22, và trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay thì VRE đã về đến vùng 22.55, tức là cách cái mức của chúng ta dự báo khoảng 0.5 nữa thì VRE về đến đây. Và chúng ta cũng thấy được rằng là khi cổ phiếu bị gãy kỹ thuật thì cổ phiếu nó sẽ đi rất là kinh khủng, và những cái mức dự báo của chúng ta về đây nó khá là sát. Và hiện tại thì trong phiên ngày hôm nay thì VRE đã có một lực cầu bắt trở lại, và với một cái lực cầu bắt trở lại như này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái phiên tín hiệu ngày thứ hai để chúng ta xem xét là chúng ta có bắt đáy để chúng ta đánh T cộng của VRE hay không. Những quyết định bắt đáy T cộng sẽ được cùng Lê khuyến nghị vào buổi phiên giao dịch ngày thứ hai, một cái phiên giao dịch rất là quan trọng và một cái phiên cũng tạm gọi là cái phiên bản lề để cho chúng ta có được những cái định lượng và tiên lượng tiếp theo. Bản tin ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ nói rất kỹ, rất nhấn mạnh từng cái góc độ, từng mã cổ phiếu, và bản thân ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ đạo chúng ta phân tích thị trường và chúng ta không đi phân tích cổ phiếu. Và chính vì vậy nên là Hùng sẽ nói rất là cặn kẽ, rất là chi tiết để cho tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ lắng nghe, và chúng ta sẽ có một cái góc nhìn nào đó, chúng ta sẽ phải có một cái tư duy nào đó và trong cái việc của chúng ta đầu tư cổ phiếu. Thì bản thân VSAB thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị về những khó khăn mà doanh nghiệp này gặp phải. Đó là những cái nghị định của chính phủ, đó là dịch cúm thì đương nhiên những quán bia, quán nhậu, quán ăn nó sẽ tiêu dùng ít đi, và bản thân là cái doanh nghiệp sản xuất về bia này nó sẽ gặp những khó khăn. Và trên những cái góc độ kỹ thuật thì Hùng Lê cũng đã cho các anh chị một cái view cực kỳ tổng thể của SAB, đó là một cái kênh xu thế giảm giá dài hạn. Và qua từng tuần thì Hùng Lê liên tục đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị là cổ phiếu sẽ rơi về đâu, và các anh chị nhìn thấy là trên đà rơi sẽ rơi về đến cái vùng Hùng Lê phân tích, không sớm thì muộn. Đó, không sớm thì muộn. Và bản thân khi cổ phiếu SAB bị gãy vùng 180 thì Hùng Lê đã phân tích định lượng rằng cổ phiếu này khả năng sẽ rơi về vùng 120. Khả năng sẽ rơi về vùng 120. Và trên thực tế thì các anh chị đã thấy rằng là những cái dự báo của Hùng Lê nó từ vùng 180 mà hôm nay đã là bộ 140 rồi, thì về vùng 20 còn có 20.000 cổ phiếu, tức là
đã đi được khoảng 2 phần 3 chặng đường, đúng không ạ? Đó, từ từ 180 về đến 80 mà đã đi được một à. Đúng rồi. Đấy thì bây giờ thì còn có 20 nữa thì về đến đây thì chúng ta thấy được rằng là khi cổ phiếu đã giảm rồi và khi những cái góc độ ủng lên đã chia sẻ rồi, những góc độ ủng lên chia sẻ là góc độ khách quan các anh chị nhá, không bị tác động bởi bất cứ một yếu tố nào, không bị tác động bởi bất cứ một ngoại lực nào, và đó là những cái góc nhìn mà với quan điểm của ông Lê, với cá nhân của ông Lê, mang động với cá nhân của ông Lê, thì các anh chị lấy đó làm tham khảo, chứ nó cũng không phải là một cái quyết định gì nó quá là lớn, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ biến nó thành của mình, biến nó thành hành động của mình. Vinamilk, bản thân Vinamilk thì khi mà Vinamilk ở một cái vùng ở đây đó là vùng 104 đến 105 đến 106 là cái biên tích lũy, và khi biên này bị gãy thì ông Lê đã có những cái phân tích định lượng là Vinamilk khả năng sẽ chỉnh giảm về đâu đó khoảng vùng giá 95. Và ở cái vùng 95 này thì Vinamilk sẽ dập dìu ở đây, và trường hợp nếu như mà dập dìu không thành công thì Vinamilk đang có một cái ngưỡng giảm ở đây khoảng vùng giá 80. Nên là những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ Vinamilk là các anh chị rất là lưu ý giúp cùng Lê. Vinamilk sẽ có thể có một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Và sau đó thì Vinamilk lại dội lại cái vùng nền này, và cái vùng nền này nó sẽ quyết định cái vùng nền 95 này test lại lần hai, nó sẽ có những cái quyết định để tạo lập cái cổ phiếu này có hồi phục được hay không, hay là lại tiếp tục suy giảm xuống. Còn nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể thì Vinamilk cũng đang bước vào một cái chu kỳ downtrend dài hạn đối với Vinamilk. Chính vì vậy nên là khi mà cổ phiếu bước vào một cái downtrend dài hạn thì chúng ta nên tránh nó ra, tránh càng xa càng tốt, tránh càng nhanh càng tốt, tránh những cái hoạt động mua đuổi. Và những cái hoạt động mua ở đây mang tính chất là hoạt động mua theo T cộng, mua để chúng ta đánh ít nhất là T cộng 3 và T cộng 4. Và khi cổ phiếu quay đầu, tức là có thể Vinamilk sẽ hồi lại được về khoảng vùng 105 đó, và khi mà hồi lại được về vùng 104, 105, chúng ta canh những cái phiên mà cổ phiếu quay đầu giảm điểm, chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta thoát hàng. Đấy, Vinamilk có những cái cảnh báo sớm giống như những cái cảnh báo về MWG hay là những cảnh báo về VDC, thì tí nữa cũng sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Ok, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói cực kỹ luôn về các mã cổ phiếu đầu ngày. Ở VDC thì trong khi mà dịch ECOVID xảy ra thì chúng ta đã thấy rằng là có Hùng Lê đã có phân tích những cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Các anh chị cứ xem lại, và những cái nhịp hồi kỹ thuật này thì Hùng Lê dự báo chạm vùng 130, sau đó thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm lại về vùng 120, và cái vùng 120 này cũng sẽ là một cái vùng đệm khá là quan trọng. Bản thân trong tuần trước thì Hùng Lê đã có những phân tích rồi. Và khi gãy vùng 120 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng và dự báo về việc là VDC sẽ đáp trả ở vùng 90. Ở vùng 90 là một cái vùng mà theo như những quan điểm của ông Lê thì ông Lê thấy rằng là cổ phiếu này hoàn toàn có thể đi về đến đây, và thậm chí là không phải là vùng 90 mà nó sẽ có những cái vùng sâu hơn. Thì trong bản thân trong phiên ngày hôm nay thì VDC có một cây nến rút chân, nhưng mà cái điểm giảm sâu nhất của VDC chúng ta cũng đã thấy rằng là đã đi về đến vùng 94. Đó, đi về vùng 94. Như vậy là những cái điểm mà từ vùng 130 mà đi về vùng 94, thì nếu mà chúng ta xem những cái bản tin của ông Lê và theo những cái quản trị rủi ro của ông Lê thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn chúng ta chủ động, chúng ta tránh được những cái nhịp nó cổ phiếu nó giảm sâu hơn, đúng không ạ anh chị? Bản thân hiện tại thì VDC những cái lực hồi này thì cũng đánh giá rằng những cái lực hồi này thì chỉ là những cái lực hồi ngắn hạn thôi, và có thể trong phiên ngày thứ hai thì VDC sẽ có những phiên trả cầu. Và những cái điểm mà ông Lê kỳ vọng, gọi là dự báo về việc là cổ phiếu rơi về, thì cổ phiếu nó sẽ nhì nhằng ở đấy, tức là nó sẽ tăng lên giảm xuống ở quanh cái biên đó, chứ một mạch không phải là tự dưng nó về đó nó bật lên ngay đâu. Thì các anh chị lưu ý những cái thuật toán mà khi Hùng Lê phân tích. BVH, bản thân BVH thì các anh chị cứ xem lại những bản tin của Hùng Lê ở trong tuần trước, khi mà nếu như chúng ta phân tích về BVH là ông Lê đã có một cái trend phân tích dài đâu đó khoảng từ vùng ở trên này cơ, từ vùng ở 90, và những cái dự báo của ông Lê về việc là cổ phiếu nó sẽ về về đến những cái vùng thấp như này thì gần như là các anh chị bảo là ông này ông bị thần kinh mới dự báo như thế. Nhưng mà tất cả những cái phân tích của ông Lê nó đều dựa trên một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc về logic, logic các anh chị nhé, logic chứ không phải là
Nói cho vui, những cái con số của ông Lê Mang đưa ra để nói với các anh chị đều là những con số được cân đo đong đếm ở trên toàn bộ nội tại thị trường, chứ không phải là một con số chém gió hay một con số vui vui cho các anh chị. Thì bản thân là trong bản tin video tuần trước thì ông Lê đã có đề cập đến các anh chị BVH ở vùng giá 55. Cái biên 55 này là một cái biên cực kỳ quan trọng, và ông Lê đã có dự báo rằng là có thể BVH sẽ có những nhịp tăng hồi phục ngắn đây. Và một điều đáng lưu tâm là khi BVH gãy vùng 55 thì chắc chắn đây, cái vùng mà ông Lê đã dự báo về BVH có thể rơi về đó là khoảng vùng giá 35. Thì trên thực tế các anh chị cũng thể nhìn thấy là hiện tại là 40 và chỉ cách cái vùng dự báo của ông Lê nó khoảng tầm 5.000 nữa thôi. Đó thì những cái nhịp hồi phục này thì ông Lê cũng chưa thể khẳng định rằng là có phải là hồi phục thực sự hay không. Và với những cái góc độ, với những cái quan điểm của ông Lê thì khi cổ phiếu mà ví dụ như là ông Lê dự báo chỉnh về khoảng vùng 35 nhưng trên thực tế hiện tại bây giờ đang 40, thì các anh chị cứ thử để xem rồi xem là cổ phiếu này nó có thể nó sẽ hồi phục kiểu này, tức là nó sẽ lên chớm một tí và sau 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 những nhịp lên chớm này thì cổ phiếu nó lại rơi lại như này. Thì đấy là những cái cách mà cổ phiếu trong cái quá trình cổ phiếu đi, và những cái dự báo của ông Lê là những cái dự báo sớm, chính vì vậy nên là có thể trong cái nhịp rơi thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp hồi phục xen kẽ ở đây. Và tín hiệu của BVH ở trong phiên hôm nay thì lực cầu nó khá là tốt, và chúng ta cần chờ thêm những cái tín hiệu của phiên ngày thứ hai để chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Mansan MSN, bản thân Mansan thì trong cái thời điểm hiện tại thì ông Lê đang tìm thấy ở đây, đấy là một cái vùng khoảng vùng giá 47.5 đến khoảng vùng giá 49.5 gì đó. Và trong ở đây thì cũng đã có đưa ra cho các anh chị một cái kịch bản hồi phục mắc có thể chạm lại ở khoảng vùng 57, và sau đó thì cổ phiếu lại test lại nền, tức là test lại cái nền ở đây, test lại nền 49. Và tại nền 49 này nếu như mà cổ phiếu bị gãy thì chúng ta đã có, hùng nghe đã có một cái tọa độ về việc là Mansan bị gãy cái vùng tích lũy ở đây, tức là khoảng vùng hồi nãy hùng Lê vừa xem khoảng vùng 47.5, thì Mansan sẽ có xu hướng là chạm về vùng 40. Và rất may thì trong cái thời điểm hiện tại là cái lực cầu để bắt Mansan khá là tốt, và trong hai phiên cuối tuần thì Mansan đang đi được, đang giữ được ở cái nhịp ở 47 này, thì như vậy là tạm thời thì Mansan chưa chưa gặp nguy hiểm. Và hai cái phiên mà bắt cầu ở cuối tuần này thì cũng là những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt để giúp cho chúng ta có thể định lượng được những cái đường đi tiếp theo của Mansan. Và trên thực tế thì chúng ta có mua Mansan hay không thì ông Lê cần thêm một số các tín hiệu kỹ thuật nữa, và có thể trong ngắn hạn thì Mansan sẽ xuất hiện một cái lực hồi cùng với cái sự hồi phục chung của thị trường, thì tí nữa ông sẽ đi phân tích về xu hướng của thị trường sau. Thì Mansan hiện tại đang khá là tốt, khá là ok. Cổ phiếu MWG, bản thân MWG thì Hùng Lê trong tuần vừa rồi, và hẳn là đây là một cái bản tin trong tuần kết thúc tuần trước, thì Hùng Lê đã có những cái định lượng của MWG ở quanh vùng giá 105. Đây là một cái vùng mà có những cái điểm nhấn về kỹ thuật, và Hùng Lê đã vẽ một cái hình đỏ đỏ đây các anh chị nhé. Cái hình vẽ này là cái hình vẽ của bản tin tuần trước để nói rằng nếu như trong phiên ngày thứ hai mà MWG có một cây nến đỏ xuất hiện kéo dài như này thì cái xu hướng của MWG kéo về vùng 95, tại vùng 95 hồi phục một tí và sau đó đạp xuống đến vùng 87.5, 87 đây là vùng bao nhiêu, 87.5 tiếp tục không trụ được thì sẽ rơi về vùng 80, và cái dự báo cuối cùng của Hùng Lê ở MWG đây đó là rơi về vùng 70. Trong trong cái bản tin định lượng ngày hôm qua là vùng 80, là định lượng về MWG sẽ rơi về vùng 80. Và trên thực tế thì trong bản tin ngày hôm nay là đã rơi về vượt vùng 70, và bản thân thì Hùng Lê đã có những cái dự báo về việc khả năng MWG rơi về vùng 70 cơ, tức là vùng 80 này đứt, tức là trong cái quá trình rơi đấy các anh chị. Đây là những cái hình mà mô phỏng để cho các anh chị rất dễ hình dung cái quá trình rơi của cổ phiếu. Và bản thân thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi, MWG gần như cũng đã nằm ở trong một cái xu thế downtrend rồi, và bản thân thì MWG đã rơi rất là nhanh, rơi từ vùng 130 và đến hôm nay là gần 70, tức là cũng gần mất khoảng gần hơn 40% về thị giá. Và những cái xu thế hiện tại của MWG thì nó cũng sẽ chưa thoát được những cái điểm kỹ thuật rất là xấu. PNG thì trong những cái bản tin phân tích mà chúng ta có định lượng đến cái vùng
Ở đây các anh chị vùng hỗ trợ 81 đến vùng 82, thì bản thân là khi mà tuần trước khi mà cái bản đây cái chỗ đường xanh xanh này là kết thúc tuần trước các anh chị, thì PNG vẫn đang nằm ở trên được mốc hỗ trợ, và đến phiên ngày thứ hai thì PNG đã rơi hẫng xuống khỏi cái này. Và khi rơi như thế thì Hùng Lê đang có một cái phân tích định lượng, đó là chạm về vùng 70 có thể hồi phục lại đến vùng 75, tức là trong quá trình rơi. Và sau khi mà hồi phục về đến 75 rồi thì Hùng Lê tiếp tục có một cái phân tích về khả năng là PNG sẽ rơi chạm vùng 55. Và trên thực tế thì PNG đã trong phiên ngày hôm nay là PNG đã chạm vùng sâu nhất ở vùng 60, tức là cách cái vùng mà Hùng Lê dự báo đấy khoảng tầm 5.000 nữa. Và với một cái lực cầu hôm nay thì bắt PNG cũng khá là tốt, và với một cái lực cầu bắt khá là tốt như này thì chúng ta sẽ cần chờ thêm những cái tín hiệu trả cung cầu ở của PNG. Khả năng thì sang phiên ngày thứ hai thì PNG sẽ có những cái điểm test lại ở đâu đó khoảng vùng 60.5 đến khoảng vùng 61, và cái vùng test này mà không bị gãy thì như thế là chúng ta sẽ cân nhắc. Bởi vì Hùng Lê biết là một số các cái tài khoản thì chúng ta đang bị đọng lại của PNG ở trong cái nhịp ở trên này, tức là có một số ở vùng 85 không ra đó, thì sau khi chạm về đây thì Hùng Lê cũng đã có một số cái khuyến nghị là chúng ta bắt để chúng ta đảo hàng lại, đảo ngắn hạn trong T cộng, có nghĩa là T cộng 1, T cộng 2, thì chúng ta để chúng ta giảm được cái giá vốn và để chúng ta tính toán một cái nhịp thoát. Chưa thoát hết thì PNG đã rơi, và như vậy những cái kịch bản hiện tại của PNG thì phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ phải chờ thêm ở cái tín hiệu PNG khoảng vùng 60.5 đến vùng 61 để chúng ta có thêm những cái phân tích và định lượng tiếp theo của mã cổ phiếu này. BMP Bình Minh thì cũng bị rơi thôi, Bình Minh thì cũng bị rơi theo một cái xu thế chung của thị trường, và bản thân thì Hùng Lê đã đưa ra ở đây một cái định lượng của khoảng vùng 40, và gãy vùng 40 thì khả năng rất cao là Bình Minh sẽ rơi về vùng 30, về vùng 30, nhưng mà trên thực tế thì đã rơi về vùng 34, tức là canh cái vùng dự báo của chúng ta khoảng 6K, và ngày hôm nay thì BMP có một cái lực cầu kéo lên như này. Tuy nhiên với một cái lực cầu kéo lên như này thì Hùng Lê cũng không thực sự là tích cực, và chúng ta phải chờ tiếp những cái nhịp trả cung cầu đây để chúng ta xem là cổ phiếu này có đạp gãy vùng 34 không. Và nếu đạp gãy vùng 34 thì như vậy là xu thế nó sẽ đi về cái vùng này, và đấy là những cái điểm nhấn kỹ thuật. Thì trong cái quá trình mà cổ phiếu mà rơi thì chúng ta sẽ có những cái điểm như này để chúng ta có thêm những cái phân tích định lượng. Bản thân thì BMP thì bây giờ xu thế như này thì chúng ta cũng sẽ không thể đầu tư được, và đến thời điểm hiện tại thì cũng có quá ít các cái mã cổ phiếu để chúng ta đầu tư. Tí nữa ông sẽ phân tích G đối với cơ điện lạnh G đó. Ngay anh chị có thể nhìn thấy là G thì chia cổ tức, chính vì vậy nên là một số các cái điểm mà nhấn kỹ thuật thì hôm nay sẽ phải điều chỉnh theo theo cái cổ tức, nên các anh chị lưu ý không lại tránh trường hợp là sao ngày xưa thì nói một mốc ở 32, bây giờ lại bảo là mốc hỗ trợ 30, các anh chị lưu ý. Sau khi mà G bị gãy cái điểm 30 thì Hùng Lê cũng đã có những cái điểm tiên lượng cho các anh chị, đó là vùng 26, vùng 25.5 đến vùng 26 sẽ là vùng hạ cánh của G. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là trong phiên ngày hôm nay thì G đã chạm vùng sâu nhất ở vùng 26.25, tức là cách 0.25 nữa thì về đến cái vùng giá mà chúng ta phân tích và định lượng ở đây. Thì về cơ bản thì cái lực cầu bắt lại G như này thì thường là phiên ngày thứ hai thì G sẽ có những cái điểm trả cung. Thì tùy vào cái tính chất, mức độ mạnh nhẹ của cổ phiếu thì sẽ khả năng sẽ trả cung một khoảng quanh vùng 27, và chúng ta sẽ quan sát ở đây. Còn hiện tại thì G cũng chưa có những cái tín hiệu tạo nền, chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng chỉ phân tích ở trên những cái góc độ, đó là những cái góc nhìn về cái đường đi và xu hướng của cổ phiếu mà thôi. Bản thân FPT thì Hùng đã có một cái chiều dài phân tích rồi ở trong những cái mô hình phân phối ở đây và những cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Và khi mà cổ phiếu FPT Hùng có vẽ ở đây ở cái vùng 50, và Hùng có định lượng rằng nếu mà gãy cái vùng 50 này thì cái định lượng tiếp theo của FPT nó có thể rơi về vùng 40 đến vùng 42. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân thì thằng FPT này nó gần như là nó đã phân phối, và nó phân phối rất là từ từ thôi. Các cái nhịp phân phối của anh chị có thể thấy là trong cái quá trình phân phối thì nó thường có những nhịp kéo lên và sau đó rũ xuống, kéo lên sau đó rũ xuống, thì về cơ bản là như vậy.
Ở trong cái nhịp hồi phục này thì có thể FPT khi chạm vùng 45 này thì có thể nó hồi phục lên một tí, và quan điểm của Lê thì trong cái giai đoạn hiện tại chúng ta cũng không còn nhiều cái cơ hội để chúng ta đầu tư FPT nữa, và FPT nó sẽ phải rơi về lại vùng giá 40 đến vùng 42 ở đây để tích lũy lại nền ở đây, và khi đó thì chúng ta mới có những cái câu chuyện tiếp theo để chúng ta có thể tính toán để chúng ta đầu tư ở FPT Novaland. Bản thân Novaland thì trong cái thời điểm hiện tại tạo lập thì cũng đang vào rồi, thì Novaland thì đang có một cái vùng hỗ trợ đây các anh chị, khoảng vùng 50. 50 có dài không ạ? 50 thì cũng khá là dài đấy, và những cái điểm này thì nói chung là tạo lập đánh thôi. Nó cổ phiếu này thì nó cổ phiếu bo cung nên chính vì vậy nên là chúng ta cũng không 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 nên tham gia quá nhiều. Nó cũng không hợp lý. Chúng ta cùng đi phân tích nhóm ngành dầu khí thì rõ ràng một điều là nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm ngành mà ông Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị, đó là chúng ta phải hết quý 1, ít nhất là phải hết quý 1 thì khi đó chúng ta mới có những cái định lượng và những cái để hướng để chúng ta đầu tư, bởi vì bản thân là Hùng Lê đã nhìn thấy rằng là cái nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm mà đã bị suy yếu từ đâu đó khoảng tầm tháng 12, đầu tháng 12 của năm 2019 là Hùng Lê đã có những cái nhìn nhận đánh giá, khi đó thì có đánh giá PVD và PVS nữa về, và cả GAT, về cái sự suy yếu sau khi mà GAT không break thành công được cái nền ở trên này, nền 110 này, và liên tục thì Hùng Lê đã có những dự báo, những cái điểm chỉnh, dự báo những cái điểm chỉnh về 70, điểm chỉnh về 70, sau đó thì điểm chỉnh về 60, có thể về 60 sẽ hồi phục một tí và sau đó rơi về 50, và đến tại thời điểm hiện tại là ông Lê dự báo rằng GAT sẽ rơi về khoảng vùng 50 thì đâu đó mới là cái vùng tích lũy và ổn định của GAT ở đây. Thì hiện tại là GAT đang có một cái lực hồi đây, thì cơ bản là cái lực hồi này nó có thể chạm lại được đến khoảng cái vùng mũi tên ở trên này, thì đâu đó ở đâu đó khoảng vùng 60 mấy đấy các anh chị, nó lấp lại cái vùng này đâu đó khoảng vùng 62, 63 gì đó, thì cơ bản là GAT lại chỉnh lại và cơ bản là nó phải lùi về cái vùng này, và lùi về cái vùng này thì nó cần thêm thời gian nó ổn định để nó tích lũy lại, nó tạo nền ở đây có hay không, cái tâm lý tạo nền ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. PLX, bản thân PLX trong nhịp đánh, những cái nhịp đánh gần đây, bây giờ tạm thời thì chúng ta sẽ thoát cái Zalo đi vì mọi người đang chat. PLX, sau khi mà PLX cũng đã có những cái định lượng ở đây để chúng ta xem lại ở cái vùng ở đây là khoảng vùng bao nhiêu đấy, khoảng vùng 50 thì cũng đã có những cái định lượng, nếu như gãy ở vùng này thì đâu đó rơi về những cái vùng dự báo của chúng ta ở đây là khoảng vùng 45, nhưng trên thực tế thì PLX đã đi rơi rất là xa, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là trong cái dự báo gần đây nhất của ông Lê thì thôi Zalo thoát mất rồi, thôi chúng ta không nói nữa. Đó thì PLX khả năng sẽ rơi về khoảng vùng giá 30 39 khoảng vùng 40, khoảng vùng 40 thì trên thực tế là PLX đã rơi về vùng 35. Và về vùng 35 rồi thì chúng ta có câu chuyện gì để nói với mã cổ phiếu này hay không, thì bây giờ là chúng ta cũng chưa có câu chuyện gì để nói cả. Có khả năng là sẽ có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái tín hiệu tạo nền ở cổ phiếu này ở vùng 35, và chúng ta cũng chưa có những cái cơ hội để chúng ta đầu tư ở đây. Bản thân PVD một nhịp chỉnh dài, những cái nhịp chỉnh dài này thì Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị, khuyến cáo cho các anh chị những cái vùng giá mục tiêu mà khi mà Hùng đặt chân đó là khoảng cái biên là khoảng vùng 11 đến vùng 12 của PVD, thì bây giờ báo cáo với các anh chị là chúng ta đã đi rất xa những cái này, đi rất xa những cái này, và nó đã bị gãy và đã bị thủng, và Hùng đã có những cái dự báo về tiên lượng về khả năng là PVD sẽ giảm về khoảng vùng giá 8. PVD sẽ giảm về khoảng vùng giá 8 ở đây. Vùng giá 8 ở đâu? Đây. 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 PVD sẽ giảm về vùng giá 8, và trên thực tế thì ngày hôm nay là 8.7, cũng cách cái vùng dự báo nó cũng không xa lắm nữa đâu. Và cái nhịp hồi phục này thì Hùng Lê đánh giá cũng chưa thực sự là tích cực, và cơ bản là vùng 8. Cơ bản là vùng 8. Và những cái cơ hội đầu tư về nhóm ngành dầu khí hiện tại gần như là không có. Và các anh chị lưu ý nhé, vùng 8 chưa chắc đã trụ được đâu. Hôm nay sẽ tiếp tục có những cập nhật, nhưng mà chưa chắc vùng 8 đã trụ được đâu đối với PVD.
Bản thân thì PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi mà Hùng đã có những cái phân tích ở đây, và trong cái bản tin tuần trước thì các anh chị cũng đã xem rồi. Nếu như PVS bị gãy ở cái biên dưới khoảng biên 13 thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng về PVS sẽ đạp về 10, và trong phiên ngày hôm nay thì PVS đã thậm chí thủng 10 và đang đóng cửa phiên 11 vì có một cái lực cầu ở cuối phiên kéo lên. Tuy nhiên với những cái góc nhìn hiện tại của Hùng Lê thì chúng ta sẽ thấy rằng là PVS cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu, và PVS sẽ cần những cái tín hiệu tạo nền ở đây, tức là sẽ có những cái phiên kéo lên, kéo xuống ở đây để chúng ta có phân tích định lượng những cái tín hiệu tạo nền ở đây. Chúng ta phân tích nhóm ngành ngân hàng. Thì nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm cực kỳ là quan trọng trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì nó là gần như nó là cái nhóm ngành cốt cán để giúp thị trường ổn định trở lại. Và cái nhóm ngành ngân hàng thì nếu như các anh chị của chúng ta tinh ý và chúng ta phân tích ở những cái góc độ sâu xa về dịch cúm nCoV thì chúng ta sẽ có những cái định lượng như sau. Ngành dệt may thì theo những cái thông tin về thời sự thì chúng ta cũng đã thấy rồi, những cái khó khăn nhất định về mặt là xuất khẩu, nhưng đặc biệt là nguồn nguyên liệu để cho nhóm ngành dệt may có được những cái góc độ về sản xuất đâu đó chỉ cầm cự được đến khoảng tầm tháng 4. Vậy nếu dịch bệnh tiếp diễn thì cái lượng nguyên liệu để ngành dệt may tiếp tục thực hiện nó sẽ đến đâu, và cái việc mà chúng ta đi mở cửa thị trường ra thị trường Ấn Độ hoặc là những cái thị trường cận biên để chúng ta tìm các cái nguồn nguyên liệu thì theo như Hùng Lê được biết thì nó sẽ cần rất là lâu. Vậy thì đấy là những cái khó khăn nhất định. Rồi các cái doanh nghiệp về xuất khẩu về 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 thủy sản chẳng hạn như vậy. Vậy thì khi mà các nước đang bị dịch như vậy, vậy thì cái đường thông quan nó sẽ như thế nào? Đó thì doanh nghiệp về thủy sản nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dầu khí thì đương nhiên là khó khăn từ lâu rồi, bởi vì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng rồi. Thế còn bất động sản thì như thế nào? Bất động sản cũng cực kỳ khó khăn, rất khó khăn luôn. Bởi vì cái tốc độ bán nhà rồi vân vân và vân vân, thì đấy là những cái yếu tố mà các anh chị hoàn toàn có thể tự mình tiên lượng được, tự mình phân tích được, và duy nhất nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm mà có khả năng nó sẽ thoát nhất ở trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì nó là huy động tiền và cho vay tiền, thì trong bất cứ một hoàn cảnh nào, ở trong bất cứ một cái thời khắc nào thì cái dòng tiền nó vẫn luôn 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 chạy, cái dòng tiền nó vẫn luôn luôn là phải hoạt động. Và khi mà nhà nước tung ra các cái gói hỗ trợ về doanh nghiệp thì bản thân cái ông ngân hàng là cái ông được hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì là ông có tiền ông cho đi vay thì đương nhiên là doanh nghiệp nó phải trả lãi, và trả lãi đấy thì nó có thể là một năm tới hoặc là khi hết dịch thì các ông trả lãi. Vậy thì lúc đấy thì ngân hàng lại có một mớ tiền rất là nhiều luôn đó. Vậy thì cái bản thân là cái nhóm ngân hàng hiện tại thì cũng nên đánh giá rằng là trong mọi thời điểm, trong mọi thời khắc thì cái nhóm ngân hàng vẫn là một cái nhóm cốt cán của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bản thân Vietcombank thì các anh chị xem lại những cái bản tin khi Hùng Lê phân tích ở cái điểm hội tụ 87.5, và khi gãy ở vùng này thì Hùng Lê có tiếp tục phân tích ở một cái tọa độ vùng 80. Tức là gãy 87.5 thì cái việc mà cổ phiếu rơi về 80 nó chỉ là ngày 1, ngày 2 thôi. Và thực tế thì Vietcombank đã rơi về vùng 80, và khi rơi về vùng 80 các anh chị ở trong cái bản tin tuần trước anh chị lưu ý là Hùng Lê đã có những cái điểm gọi là điểm phân tích 80 đây. Nếu như phiên ngày thứ hai tuần mà bị rơi về gãy vùng 80 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo sớm về việc là Vietcombank rơi về vùng 65, và khi Vietcombank dự báo về Vietcombank rơi về vùng 65 thì mọi người nghĩ là điều không tưởng. Đó, mọi người nghĩ là điều không tưởng, nhưng các anh chị cũng có thể thấy rằng là ngày hôm nay đã về vùng 66.7, tức là cách cái vùng mà Hùng Lê dự báo vùng 60 65.5 đến vùng 65 ở đây cũng khá là sát. Và khi về đến vùng này thì đấy là cái vùng mà chắc chắn là những cái lực hồi nó sẽ xuất hiện, và nếu như mà các anh chị mà theo dõi cái team của Hùng Lê thì các anh chị đã có được những cái cập nhật này ở trong phiên. Bản thân là những cái phân tích định lượng này, đó là những phân tích định lượng sớm mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng như vậy, để cho thứ nhất là nếu chúng ta cầm nắm Vietcombank thì chúng ta cũng hiểu được rằng khả năng là về đến vùng 65 này thì nó mới hồi. Đó, thì về đến vùng 65 này thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mua thêm để chúng ta đảo hàng hay là vân vân và vân vân. Hoặc ít nhất là chúng ta cũng biết được rằng là nếu như tôi cầm Vietcombank thì tôi phải chấp nhận một cái mức lỗ từ vùng 80 về đến vùng 65, tức là tôi chấp nhận mất 15.000 trên một cổ phiếu. Vậy thì tôi có chấp nhận được không? Đấy, hay là tôi không chấp nhận được, thì tất cả những cái đó mình luôn phải chủ động trong một cái quá trình giao dịch. Thì đối với Vietcombank
ngày hôm nay là đã chạm hỗ trợ rồi, và đương nhiên khi chạm hỗ trợ thì Vietcombank sẽ có một cái lực hồi. Và cái lực hồi này thì trong phiên ngày thứ hai chắc chắn là nó sẽ trả cung. Vietcombank chưa thể tăng, các nhóm ngân hàng chưa thể tăng mạnh được ngay các anh chị nhé. Khả năng nó sẽ trả cung lại khoảng quanh vùng 68, 67, 68 gì đó, nó sẽ trả cung về đây, và từ đây thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo để chúng ta xem là cái nhịp hồi của Việt. Khi đó thì sau khi mà nó test thành công đáy thì Hùng Lê sẽ đo được cái target, chứ hiện tại là chưa đo target, mà hiện tại là đang phân tích cái điểm hội tụ của cổ phiếu để cổ phiếu rơi về đến nó xong thì cổ phiếu tích lũy xong thì chúng ta sẽ đo target hồi đấy. Thì tất cả mọi phân tích của Hùng Lê nó đều là logic, nó mang một tính chất logic chứ không phải là một cái gì nó vu vơ đó, các anh chị lưu ý như vậy. Nên là những cái giá trị mà Hùng Lê up lên trên kênh YouTube thì đấy cũng là những cái giá trị mà rất là cơ bản, và Hùng Lê muốn lan tỏa được những cái góc nhìn, những cái chia sẻ của Hùng Lê đến với toàn thể cộng đồng nhà đầu tư ở trên đất nước Việt Nam và những anh chị nhà đầu tư đang ở nước ngoài. ACB. Đối với ACB trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng có những cái đánh giá rất là kỳ vọng đối với mã cổ phiếu này. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là ACB cũng đã đi về cái nền hỗ trợ dài của cổ phiếu, đó là nền 21.5 đến nền 22. Và trên thực tế trong ngày hôm nay thì đâu đó không biết là cái này có phải giảm thật không, hay là trên sàn Hà Nội thì thường có những cái nến như này các anh chị, tức là cái đuôi rất là dài, thì chúng ta Hùng Lê cũng không để ý lắm. Thì về cơ bản là trong cái thời điểm hiện tại thì ACB lại quay trở lại tích lũy ở cái nền 22, 21.5 đến khoảng nền 22, và cơ bản thì khi mà cổ phiếu rơi mạnh thì chúng ta cần có thời gian tạo nền và tích lũy. Bản thân là ACB thì Hùng Lê đánh giá rằng trong cái thời điểm hiện tại cần phải tích lũy lại ở nền 21.5 đến nền 22. Với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm ACB thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm thôi, bởi vì khi mà nhóm ngân hàng phục hồi trở lại thì cổ phiếu ACB cũng sẽ là một cổ phiếu mà sẽ phục hồi rất là nhanh, các anh chị yên tâm là như vậy. BIDV thì chúng ta đã dự báo bid về đâu. Bản thân khi mà bid ở đây các anh chị nhé, đó, trong bản tin phân tích tuần trước thì chúng ta có một cái điểm ở đây ở 45, và khi BIDV rơi khỏi vùng 45 thì chúng ta đã có những cái phân tích dự báo của Hùng Lê ở khoảng vùng 33. Và trên thực tế thì ngày hôm nay bid đã về khoảng vùng 34.15, tức là cách cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây khoảng 1.000 nữa. Khoảng 1.000 nữa thì cái lực hồi của bid trong phiên ngày hôm nay thì nó chưa thực sự là tích cực, các anh chị, chưa thực sự là tích cực. Và chính vì như vậy nên là Hùng Lê dự báo rằng những cái phiên mà bid sẽ dập dình ở quanh vùng 33 đến vùng 34 này, nó sẽ còn tiếp diễn ở đây, nó sẽ tiếp diễn ở đây và nó có xu hướng đi ngang đấy. Và Hùng Lê cũng sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của bid ở trong tuần tới, khả năng thì có thể bid sẽ có một nhịp nhún nữa rồi sau đó mới kéo lên ở quanh vùng 33, và quan điểm của Hùng thì bid sẽ tích lũy ở quanh vùng 33 ở trong cái thời điểm hiện tại. MBB hôm nay là kéo từ sàn lên xanh các anh chị ạ, 7% trong phiên. Bản thân MBB thì như vậy là đã giảm tương đối là mạnh. MBB thì hôm qua hình như Hùng có đo ở một cái khoảng, MBB dự báo khoảng cái vùng 14. Dự báo chỉnh giảm về khoảng vùng 14, ở cái vùng 14 này thì tích lũy trở lại này. Thì đối với MBB trong những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như là các nhóm ngân hàng, và khả năng thì đối với MBB sang phiên ngày thứ hai sẽ có những cái phiên trả cung về đâu đó, tức là ở đây là khoảng vùng 16 thì MBB sẽ đâu đó sẽ có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 16.2, 16.3 gì đây, và chúng ta phải quan sát cái tín hiệu kỹ thuật này để chúng ta có thêm những cái định lượng. Và bản thân trong cái thời điểm hiện tại là Hùng Lê có nói với các anh chị rồi, là Hùng Lê phân tích ở những cái điểm hội tụ của cổ phiếu, tức là cái điểm đó là cái điểm mà cổ phiếu có khả năng bật lên đó. Thì đối với nhóm ngành ngân hàng, đối với MBB như vậy. Công thương hôm nay cũng kéo từ sàn lên xanh 7%. CTG thì nhắc đến công thương thì hẳn rằng là các anh chị của chúng ta rất nhớ những cái điểm Hùng Lê phân tích ở đây. Khi công thương ở vùng 27 đến vùng 28 thì Hùng Lê bảo các anh chị là chết đến nơi rồi, các anh chị chốt đi.
và cái nhịp thứ nhất là nó rơi về vùng 24, xong đó nó hồi lại lên, thì Hùng có đánh giá rằng cái nhịp hồi này thì thôi đâu đó cũng được khoảng ở đây thôi, ở khoảng vùng 26.2, thì cái vùng này thì cũng ta cũng chốt đi để chúng ta trao lại một nhịp nữa. Và khi mà cổ phiếu công thương đang ở những cái vùng này thì Hùng Lê phân tích ở những cái vùng 24 là những cái vùng hỗ trợ, và thậm chí các anh chị lưu ý công thương Hùng Lê đã có thêm những cái kịch bản để công thương đi về ở đây, đó là vùng 22.5 các anh chị, vùng 22.5. Và trên thực tế thì các anh chị nhìn thấy rằng là công thương hôm nay đã đi về đến vùng hỗ trợ cuối cùng, tức là gọi là hết đáp vùng 20. Thì trong bản tin ngày hôm qua thì Hùng Lê đã có dự báo là công thương sẽ đâu đó chỉnh về khoảng vùng 20. Dự báo cho các anh chị rồi, những cái dự báo sớm để mình biết được là khoảng về đến vùng 20 thì có thể là sẽ có những cái lực cầu bắt đáy tại đây, những cái nhịp hồi phục. Và bản thân công thương thì trong cái thời điểm hiện tại là gần như là công thương cũng rũ hết sạch sẽ toàn bộ những cái thành quả mà công thương đi ở nhịp bên này và đi lại bên này. Thì về mặt lý thuyết là ngày thứ hai, tức là phiên ngày thứ hai, thì công thương cũng sẽ có những cái điểm trả lại ở quanh vùng nền 21. Và bản thân thì Hùng Lê đánh giá rằng công thương cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, những cái xu thế tạo nền tại đây sẽ được thiết lập, và chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta đánh giá những cái động thái tiếp theo của công thương. Chính vì vậy nên ngày hôm nay một số anh chị có hỏi là có mua đuổi không, thì Hùng Lê bảo không cần thiết, chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, cổ phiếu nó sẽ còn rất nhiều để chúng ta mua. Techcombank ngày hôm nay cũng kéo từ sàn lên xanh nhẹ, cũng 7% trên 7% Techcombank. Techcombank thì tối ngày hôm qua Hùng Lê có những cái dự báo về vùng bao nhiêu rồi nhỉ? Vùng 18 mà các anh chị. Không, vùng 18 thì nó không đúng, bởi vì phiên ngày hôm qua đã kết phiên ngày 18 rồi, tí nữa chúng ta sẽ xem lại một tí. Đâu đó khoảng vùng 16. Và Techcombank thì bây giờ cũng đang ở trong một cái giai đoạn gọi là dò đáy này, nó cũng không biết đâu là đáy nữa. Thì về bản thân là ngày hôm nay Techcombank cũng đã có một cái phiên kéo khá là mạnh như thế này, thì sau phiên kéo mạnh như này thì Hùng đánh giá rằng là sẽ có những phiên trả cầu lại ở quanh vùng 17, và vùng này chúng ta sẽ 17 hoặc là 17.5 gì đó, những cái dự báo của Hùng thì nó cũng sẽ sát sát như vậy thôi, nó không chính xác tuyệt đối được, nhưng mà sẽ có những phiên trả cung cầu về đây và khả năng thì nó sẽ hồi phục đi lên từ nền 17 đấy. Đấy là những cái phân tích định lượng của chúng ta. Ta không vội gì chúng ta phải mua giá xanh cả, HD Bank cũng đã có một cái mức sụt giảm cực kỳ mạnh. Khi HD Bank bị gãy ở đây là cái nền 24, HD Bank trong phiên ngày hôm nay rơi về vùng 21, một cái mức sụt giảm rất mạnh, và trong phiên ngày hôm nay thì cái lực cầu bắt đáy cũng khá là tốt. Và với một cái mức độ như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là HD Bank khả năng là sẽ hồi phục lại, trả lại cung cầu ở vùng 22 và đâu đó đi về nhịp hồi phục T cộng. Các anh chị lưu ý đây là những cái nhịp hồi phục T cộng của cổ phiếu. VPBank cũng đi từ sàn về gần tham chiếu một tí đúng không ạ? VPBank. Bản thân VPBank trong một cái nhịp ở đây thì các anh chị cũng biết rồi, ở vùng 28 hô hào bán bằng được mà mọi người không chịu bán, thì bây giờ mọi người chấp nhận thôi. Và trong cái nhịp hô hào bán bằng được này thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng, bán xong thì khả năng VPBank sẽ chạy về 24, sẽ khi chạy về 24 thì sẽ có một cái nhịp hồi phục về đây. Đấy, đến hình mũi tên này thôi, Hùng cũng chả biết là cân đo đang đếm ở khoảng vùng 26.4. Từ vùng 26.4 thì đạp tiếp một phát nữa về vùng 22. Và đây là cái kịch bản mà Hùng Lê đã đưa ra khi mà đâu đó VPBank đang ở đâu vùng 27-28 gì đấy, đúng không ạ? Ở khoảng vùng 27-28 thì đấy, bây giờ nó cũng đã về, và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay thì VPBank đã thủng cái vùng mà Hùng Lê hỗ trợ ở đây, là về sâu nhất ở vùng 21 các anh chị. Đó, như vậy là còn thấp hơn 1.000 nữa cơ, thấp hơn 1.000. Thì bản thân VPBank thì hiện tại thì cũng không có gì đột biến cả, cái dòng tiền bắt lại ở đây, và bây giờ quan trọng nhất là tín hiệu dòng tiền thì đang có những cái dấu hiệu tốt lên. Thì chúng ta cùng kỳ vọng VPBank, nếu như các anh chị mà nghiên cứu đến cái mã này thì đây, ok, có thể là phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ có thể bắt từ khoảng vùng 21 21 đến vùng 21.5, và ông Lê đánh giá rằng là trong nhịp này thì VPBank sẽ đi xây nền từ vùng này, bắt đầu có thể hồi phục từ vùng này đối với VPBank. HCM thì cũng nó cũng không có cái gì đặc biệt.
bản thân những cái mã cổ phiếu về chứng khoán đó, các anh chị thấy chưa, những cái phân tích dự báo của Hùng khá là sớm về việc là gãy 16.5 thì có thể đi về vùng 12. Đây là những cái dự báo sớm thôi, những cái nhịp hồi phục này thì cũng nên đánh giá nó cũng không thực sự là thuyết phục. Trong cái quá trình nó đi lên thì nó sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn như này và nó lại bị đạp tiếp thôi, không có gì cả. SSI thì cũng như vậy, sau những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây thì ông Lê đánh giá rằng SSI tiếp tục bị đạp và đạp về đâu đó ở vùng 12, đạp đâu đó ở vùng 12 và sâu hơn thì có thể chạm về vùng, đây là bao nhiêu, vùng 10.5, đạp sâu hơn thì có thể chạm về vùng 10.5. Và trên cơ bản thì ngày hôm nay đó là cũng đã đi được về đến 12.7, cách dự báo của chúng ta 0.7 line, những nhịp hồi phục ngắn và khả năng thì cổ phiếu này sẽ bị đạp tiếp. SSI, Hòa Phát, à phân tích VND, VND hôm nay như thế nào? VND, VND cũng khá là kinh khủng trong thời điểm hiện tại, tạo lập cũng kéo xả. Có những cái phiên kéo xả và bản thân VND thì cũng có phân tích một cái định lượng ở vùng biên 13 đến 14 và biên trung bình 13.5. Và hiện tại thì đang ở đóng cửa 13.3, tức là nó vẫn nằm ở trong cái biên định lượng này, và ở những cái dòng tiền tạo lập thì hiện tại nó chưa đánh và chúng ta cần phải chờ thêm. HPG. Đối với HPG thì nó cũng gãy hết rồi các anh chị, gãy hết tất cả những cái điểm kỹ thuật rồi, và những cái điểm hồi này thì ông Lê đánh giá rằng đấy là những cái điểm hồi kỹ thuật thôi, và các anh chị của chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, tránh đua theo những cái phiên xanh, tránh đua theo những cái phiên xanh để rồi chúng ta lại phải bị ôm T cộng 3 không kịp ra hàng, mà chúng ta hãy cứ bình tĩnh. Những cái nhịp này thì Hòa Phát có thể hồi lên được khoảng vùng 19.5, thậm chí mắc có thể chạm được vùng 20 và sau đó thì lại bị dội lại nền. Và dội lại nền thì chúng ta phải quan sát nền của cổ phiếu này ở đâu đó khoảng vùng 18 và thậm chí là vùng 17.5, vùng 17.5 đến vùng 18 ở đây cơ, chứ không phải là vùng 18 đâu các anh chị. Đấy, ở vùng này. Khoảng vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. Ok. Đó, và chúng ta sẽ phải quan sát thêm cái tín hiệu tạo nền ở đây, chúng ta đừng có vội vàng chúng ta đua theo những phiên giá xanh mà chúng ta lại 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 bị ngược về T cộng, bởi vì nếu mà chúng ta xét ở trên một cái kênh xu thế là Hòa Phát đã bị rơi, bị gãy ở vùng này là khoảng vùng 20.5 đến vùng 21, đấy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, mà khi gãy vùng này thì thường là cổ phiếu nó sẽ không biết đâu là đáy, không biết đâu là đáy, anh chị lưu ý như vậy. NKG, Nam Kim. Đó, Nam Kim thì chúng ta có những cái phân tích định lượng ở khoảng vùng đây là bao nhiêu, khoảng vùng 7, và trên thực tế thì Nam Kim đã rơi về vùng 6 và gần như là Nam Kim cũng đã rũ sạch sẽ tất cả những nhà đầu tư ở trên trên thuyền. Có một mức tăng từ 6 về đến 10 là một cái mức tăng đâu đó khoảng bao nhiêu phần trăm thì các anh chị có thể xem lại, và đến bây giờ thì nó đã rũ sạch, và hẳn là có một số anh chị có hỏi Hùng bắt đáy ở những cái vùng đâu đâu ở đây này, thì anh chị có thể xem lại. Và trong phiên ngày hôm nay thì một cái lực cầu tương đối ổn định của Nam Kim, một phần là vì Nam Kim chạm 6, các anh chị chạm 6 tức là chạm lại những cái nền hỗ trợ ở đây thì lực cầu nó bắt khá là tốt. Tuy nhiên cái lực cầu này thì nó cũng chưa thực sự là đủ mạnh, chính vì vậy nên là Nam Kim nó sẽ cần thời gian ở đây, và chúng ta sẽ xem cái tín hiệu tạo nền tích lũy và cái lực hấp thụ của Nam Kim ở vùng 6 để chúng ta có những cái quyết định tiếp theo. HSG thì gần như cũng đã bị gãy hết, gãy cái nền 7 ở đây là cái nền đầu tiên, là khi cổ phiếu gãy ở cái nền 7.7 thì chúng ta đã có dự báo ở những cái vùng 7 ở đây sẽ có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây, và như vậy là cái nhịp hồi phục này gần như không có, và khi về vùng 7 thì cổ phiếu rơi gãy luôn, và gãy về đến thời điểm hiện tại là cũng rơi về gọi là cũng rũ hết sạch sẽ luôn, hết sạch chưa, gọi là cũng về đến đáy rồi đấy, về đến vùng 5.5, về đến 5.5 tức là cái vùng đáy gần nhất ở đây. Ok, về đến vùng đáy gần gần nhất ở đây thì trên thực tế là có thể là HSG sẽ tiếp tục sẽ có những cái phiên lình xình ở quanh vùng 5.5 đến vùng 6. Ở đây sẽ có những cái phiên lình xình ở đây để coi như tích lũy tạo nền, và sẽ có những cái xu hướng tiếp theo thì đi đó, khi mà có những cái tín hiệu vượt thoát thì cũng sẽ có những cái phân tích định lượng ở đây.
dành cho tất cả những anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư. Ok, như vậy là Hùng Lê đã vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã có những cái phân tích về mặt định lượng, về mặt cổ phiếu, và trong cái phần đầu của bản tin video thì Hùng Lê cũng đã có những cái đề cập về những cái phân tích định lượng của Hùng Lê ở trên trên tin Zalo. Đó là trong tối ngày hôm qua thì Hùng Lê đã có đưa ra cái định lượng về cái vùng dự kiến mà VN Index của chúng ta có thể tạo nền, tạo đáy trong ngắn hạn. Các anh chị nhá, các anh chị nghe rõ từng từ vùng dự báo, chứ không phải là chúng ta bảo đó là đáy hay đó là đỉnh, mà Hùng Lên dự báo rằng khi VN Index của chúng ta chạm về vùng hỗ trợ HT 715 đến 720 điểm thì khả năng cao là lực cầu nó sẽ bắt đầu bắt từ đây, và những cái tọa độ tính toán về những cái điểm hồi đó thì tất cả những cái phân tích đó của Hùng Lê thì nó cũng cập nhật khá là sớm, và phải khi nào có những cái tín hiệu thực sự thì Hùng Lê mới cập nhật được đó. Và tại vì sao mà trong cả tuần thì Hùng Lê không có phân tích về định lượng về thị trường đó, không có phân tích định lượng về thị trường, mà trong buổi tối ngày hôm qua thì Hùng Lê mới có phân tích định lượng về vùng 715 và 720, bởi vì khi đó Hùng Lê đã loại bỏ hết tất cả mọi cái yếu tố, ví dụ như Dow Jones, Covid rồi vân vân và vân vân, và Hùng Lê đo lại cái động lượng của thị trường, đo lại động lực của tất cả các mã cổ phiếu, thì Hùng Lê đánh giá rằng là cái vùng này là cái vùng mà dự kiến là VN-Index của chúng ta sẽ ngừng rơi và sẽ tích lũy tại đấy. Và trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng VN-Index của chúng ta thấp nhất ở vùng 723 điểm. VN-Index của chúng ta thấp nhất ở vùng 723 điểm, và cái biên ở đây này, cái biên biên tích lũy ở đây đúng rồi, chắc là khoảng vùng 720 đó. Khi VN-Index của chúng ta chạm về vùng 723 điểm thì lực cầu đã bắt đầu có những phiên kéo lên, và như vậy là đã hình thành nên một cái cây nến doji ở đây, cây nến rút chân, và cái lực cầu ngày hôm nay cũng đạt tương đối là mạnh, khoảng gần 289 triệu cổ phiếu, 289 triệu cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì tín hiệu dòng tiền thì đang cơ bản là đã có một cái tín hiệu hồi phục, gọi là ngừng rơi trở lại. Tuy nhiên với những cái quan điểm và với những cái góc độ cá nhân của Hùng Lê thì trong phiên ngày thứ hai VN Index của chúng ta sẽ có những tức là khi mà đã dự báo về đây rồi thì không phải một mã một phát là nó kéo lên như này, mà có thể phiên ngày thứ hai sẽ có những cái điểm trả lại cung cầu ở một cái điểm quanh quanh ở trong cái biên, tức là chắc chắn là nó sẽ không thể trả cung xuống cái vùng 720 điểm được nữa rồi, mà nó sẽ rơi về khoảng giữa vùng 700, bây giờ là đóng cửa 760 thì khoảng vùng 740, có thể là như vậy, sẽ có thể là sẽ rơi về khoảng vùng 740 đến 750. Thì những cái tín hiệu trả cầu này thì chúng ta sẽ có tiếp tục chúng ta phân tích, và khi trả cầu xong thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng cực kỳ quan trọng trong phiên ngày thứ hai. Đó là những cái dấu hiệu để giúp cho Hùng Lê có được những cái phân tích định lượng về mặt chiến lược và chiến thuật ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Đó là gì? Đó là nhóm ngành nào sẽ phải là cái nhóm ngành hồi đầu tiên, và chúng ta sẽ có thể cơ cấu được những cái mã cổ phiếu nào, hay là cái xu thế định lượng của thị trường ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là chúng ta đã có được 50% cái cơ sở để nói rằng là VN-Index sẽ ngừng rơi ở 715 điểm đến vùng 712 điểm, 720 điểm. Đó là cái vùng mà Hùng Lê đã cân đo đong đếm thị trường, cân đo rất là nhiều thứ. Còn cái việc là cân đo xong rồi thì chúng ta sẽ có thêm những cái yếu tố tác động về ngoại cảnh, ví dụ như Dow Jones, ví dụ như dịch bệnh, vân vân và vân vân. Thì những cái yếu tố đó thì Hùng Lê sẽ không thể đưa được nó vào trong những cái phân tích định lượng về mặt kỹ thuật của thị trường. Thì đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng khoảng 50 đến 60% là thị trường của chúng ta đã tạo đáy ngắn hạn ở vùng 715 điểm, 715 điểm đến 720 điểm. Anh chị lưu ý đối với VN-Index. Và trong tuần tới thì một cái lực hồi kỹ thuật nó sẽ bắt đầu xuất hiện, và cái điểm mấu chốt để chúng ta đánh giá, chúng ta đo được cái lực hồi này nó sẽ đi đến đâu, nó đi đến đâu và nó sẽ đi như nào, và cái ngành nào nó sẽ đi, thì tất cả những cái dữ liệu đó thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em trong team. Và đối với phái sinh thì trong cái thời điểm hiện tại thì như vậy là ngày hôm nay cái lực cầu long bắt lên cũng khá là mạnh, và trong tuần tới thì là một cái tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh,
thì nó sẽ có những cái kịch bản chi tiết về 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 những cái dự báo sớm về phái sinh, thì tất cả những cái dữ liệu đó thì Hùng Lê cũng sẽ có thể là Hùng Lê sẽ cần thêm Hùng Lê sẽ cần thêm những cái dữ liệu về ngày thứ hai thứ ba để chúng ta có được những cái kịch bản tốt nhất về thị trường. Như vậy là gì? Như vậy là đối với thị trường thì Hùng Lê đã có những cái câu trả lời cho các anh chị, như vậy là đã tạo đáy chưa? Dự báo là Hùng Lê đã có những cái dự báo như vậy đối với thị trường. Và trong video trong buổi ngày hôm nay thì Hùng Lê gần như là Hùng Lê chủ yếu là cùng với các anh chị em chúng ta phân tích sâu và phân tích kỹ về cái việc là xu hướng của thị trường. Sau khi chúng ta phân tích và định lượng đúng xu hướng của thị trường rồi thì chúng ta sẽ phân tích đến các cái mã cổ phiếu. Và về mặt trước mắt thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng những cái khó khăn nhất định, Dow Jones Future thì đang hồi khá là tốt. Những cái khó khăn nhất định và có khả năng như vậy thì Dow Jones tối nay nó cũng có khả năng là sẽ có một phiên xanh điểm ở đây. Thì hiện tại là Dow Jones đã bắt đầu bước vào giao dịch rồi nhưng mà cũng đang giảm các anh chị nhé. Dow Jones thì đang giảm nhưng mà Dow Jones Future thì đang xanh. Thì chúng ta cũng có thể mường tượng được rằng là thị trường phía trước của chúng ta đang còn rất là nhiều những cái khó khăn, những cái yếu tố bất thường của chúng ta không thể tiên lượng được. Còn về thị trường chung và về về cái nội tại thị trường và về những cái góc độ cân đo đong đếm thì Hùng Lê đã đưa ra cho các anh chị một cái bức tranh rất là tổng thể của VN-Index, và đưa ra một cái dự báo về xu hướng, về động lượng của thị trường. Ok, thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin cuối tuần tiếp theo. Và nhân dịp đây thì Hùng Lê cũng rất là mong muốn tất cả những anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đã đăng ký cái kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng trên kênh YouTube, thì hàng tuần chúng ta có những cái bản tin của ông Lê thì các anh chị có thể share trên tường cá nhân ở Facebook hoặc là bất cứ một cái thông tin nào đó để mình chúng ta lan tỏa được những cái giá trị mà ông Lê mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư, để chúng ta tránh được đi những cái mã cổ phiếu đang downtrend, tránh được đi những cái sai lầm đáng tiếc và tránh được đi những cái mã cổ phiếu đang giảm giá mạnh, và cùng với đó thì đón nhận thêm những cái phân tích của ông Lê về mặt định lượng, định hướng về thị trường chung. Chúc cả nhà có một tuần nghỉ thôi. Tuần này chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, bổ dưỡng, ăn uống, nghỉ ngơi, có một cái định hình về thị trường, có được một cái tâm lý tư tưởng tốt nhất để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và những anh chị em nào mà có những cái quan điểm đồng hành với Hùng Lê, có những cái góc nhìn cùng với Hùng Lê thì Hùng Lê cũng trân trọng mời các anh chị về công ty chứng khoán VBS và team của Hùng Lê để chúng ta có được một cái chặng đường đầu tư nó dài hơi hơn và được có được những cái cập nhật thường nhật hơn, cụ thể hơn trong cái thời gian giao dịch thực. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.